Xin kính chào quý vị khán giả. Bảo Trân rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube của Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Ngay sau đây là những nội dung chi tiết. Vụ tỉnh thất Bồng Lai, lý do bị can Lê Thu Vân chết trong thời gian được tại ngoại. Tối 28 tháng 7, thông tin từ Công an tỉnh Long An cho biết bị can Lê Thu Vân, sinh năm 1957, đang tại ngoại, trú tại hộ Cao Thị Cúc, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, Long An, đã chết vào sáng cùng ngày do sức khỏe yếu, bệnh nặng. Trước đó, ngày 27 tháng 7 năm 2022, bị can Lê Thu Vân ra đầu thú tại thành phố Hồ Chí Minh đã được di lý về Long An để điều tra. Sau khi làm việc, cơ quan an ninh điều tra chấp nhận đề nghị xin tại ngoại của bị can Lê Thu Vân vì sức khỏe yếu. Bị can Lê Thu Vân đã về ở nhà bà Cao Thị Cúc, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, Long An để dưỡng bệnh và phải thực hiện biện pháp ngăn chặn, cấm đi khỏi nơi cư trú. Theo hồ sơ vụ án, bị can Lê Thu Vân, người cùng các thành viên tại tỉnh thất Bồng Lai chăm sóc, dạy học cho các cháu nhỏ, nấu ăn, cùng bị khởi tố về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. Bị can Lê Thu Vân bị cáo buộc là cùng với ông Lê Tùng Vân và 5 người khác ở tỉnh thất Bồng Lai lợi dụng hình thức, tôn giáo, thông tin sai sự thật, bịa đặt để đăng tải các nội dung trên mạng xã hội, YouTube, Facebook xúc phạm đến uy tín của Công an huyện Đức Hòa, danh dự và nhân phẩm của người khác. Do Lê Thu Vân trốn truy nã nên chưa bị xử lý. Tối 27 tháng 7 năm 2022, bị can Lê Thu Vân đã nhờ luật sư hướng dẫn ra đầu thú tại thành phố Hồ Chí Minh. Cũng theo hồ sơ vụ án, bị can Lê Tùng Vân là người có vai trò tổ chức, chỉ đạo để hai bị can Nhất Nguyên và Nhị Nguyên tạo ra các tài khoản mạng xã hội. Các tài khoản này được dùng để đăng tải các video clip chứa nội dung vi phạm pháp luật, gây mất an ninh trật tự tại địa phương. Bản thân Lê Tùng Vân cũng là người trực tiếp có những lời nói, phát ngôn xuyên tạc giáo lý, xúc phạm Phật giáo, xúi giục mọi người không tôn trọng tôn giáo và luật pháp trên các tài khoản mạng xã hội này. Các bị can Nhất Nguyên, Hoàn Nguyên, Thanh Nguyên, Trùng Dương và Nhị Nguyên được xác định có vai trò là người thực hành theo sự chỉ đạo của bị can Vân để tạo lập, quản lý, sử dụng các tài khoản mạng xã hội và cùng gian dựng, biên tập video clip có chứa đựng nội dung vi phạm trên. Còn bị can Cao Thị Cúc là người đã thực hiện chỉ đạo của bị can Vân để trực tiếp tham gia thực hiện những nghi thức, thủ tục cúng bái, quỳ lạy trong các clip. Đồng thời, trực tiếp tham gia và có lời nói xuyên tạc, xúc phạm uy tín của Công an huyện Đức Hòa. Trong quá trình lừa bịp dư luận kéo dài nhiều năm của nhóm người ở tỉnh thất Bồng Lai nhằm vận động quyên góp từ thiện, vai trò của Lê Thanh Hoàn Nguyên, Lê Thanh Nhất Nguyên, Lê Thanh Trùng Dương, 27 tuổi, Lê Thanh Nhị Nguyên, 24 tuổi, rất đặc biệt. Đây là nhóm đệ tử có hiểu biết mạng xã hội, là đạo diễn của nhiều chiêu trò tinh vi nhằm lôi kéo sự ủng hộ của các mạnh thường quân. Những người này, cùng với một số phụ nữ tại tỉnh thất Bồng Lai, đã soạn kịch bản đào tạo những đứa trẻ mạo nhận là trẻ mồ côi, hướng dẫn ông Lê Tùng Vân cùng những cá nhân khác diễn rồi thay phiên quay clip, chia sẻ trên các nền tảng mạng xã hội để đánh động lòng thương cộng đồng, từ đó trục lợi tiền từ thiện. Một số kênh YouTube, trang fanpage trước đây để số tài khoản của Hoàn Nguyên, Nhất Nguyên để nhận các khoản tiền từ thiện, nhưng từ khi cộng đồng bức xúc thì đã tháo bỏ. Theo một nguồn tin, để trục lợi từ thiện trong thời gian dài, nhóm tỉnh thất Bồng Lai có phân công nhiệm vụ cụ thể từng người và thực hiện rất tinh vi, quy củ. Trong đó, Lê Thanh Trùng Dương là con của bà Cao Thị Cúc, là một trong những người quản lý tài chính, nguồn tiền từ thiện đổ về. Sau khi các bị can Lê Tùng Vân cùng Hoàn Nguyên, Nhất Nguyên và Trùng Dương bị khởi tố, bắt tạm giam, thì Lê Thanh Nhị Nguyên tiếp tục trở thành đạo diễn của vở kịch mang tên Tịnh Thất Bồng Lai. Nhị Nguyên đã quay, chia sẻ những clip trên mạng xã hội về những đứa trẻ, những hoạt động tại Tịnh Thất Bồng Lai để tranh thủ sự ủng hộ của một số người, cũng như các khoản từ thiện. Nhị Nguyên cũng có phản ứng, kêu gọi những người ủng hộ tham gia lên tiếng phản đối về tiến trình điều tra của cơ quan công an nhắm đến các cá nhân của tỉnh thất Bồng Lai. Cả 6 bị can đều mang tình tiết tăng nặng vì phạm tội có tổ chức, phạm tội 2 lần trở lên. Riêng bị can Trùng Dương có tình tiết giảm nhẹ là đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải. Tại phiên tòa sơ thẩm ngày 21 tháng 7 năm 2022, Tòa án Nhân dân huyện Đức Hòa phạt các bị cáo Lê Tùng Vân 5 năm tù, Lê Thanh Nhất Nguyên, Lê Thanh Hoàn Nguyên, Lê Thanh Trùng Dương cùng mức án 4 năm tù, Lê Thanh Nhị Nguyên 3 năm 6 tháng tù, Cao Thị Cúc 3 năm tù về tội lợi dụng quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.
hội đồng xét xử bác kháng cáo của các bị cáo, tuyên y án sơ thẩm. Cụ thể, hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Lê Tùng Vân 5 năm tù, Lê Thanh Hoàn Nguyên, Lê Thanh Nhất Nguyên, Lê Thanh Trùng Dương mỗi bị cáo 4 năm tù, Lê Thanh Nhị Nguyên 3 năm 6 tháng tù và Cao Thị Cúc 3 năm tù cùng về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. Hội đồng xét xử nhận định các bị cáo kháng cáo kêu oan nhưng không cung cấp được chứng cứ mới nên không có căn cứ để chấp nhận. Do đó, cần giữ nguyên án sơ thẩm, cần cách ly các bị cáo ra khỏi xã hội một thời gian để răn đe. Tại phiên phúc thẩm ngày 3 tháng 11 năm 2022, bị cáo Lê Tùng Vân tiếp tục vắng mặt vì lý do sức khỏe. Luật sư bào chữa cho rằng đơn kháng cáo kêu oan của ông Vân nêu rõ: "Tôi không xúc phạm Phật giáo Việt Nam tỉnh Long An, cũng không xúc phạm công an huyện Đức Hòa. Tôi yêu cầu tòa phúc thẩm sửa bản án sơ thẩm, tuyên tôi và các đệ tử của tôi vô tội, trả tự do cho các đệ tử của tôi, đình chỉ vụ án." Đây cũng là lời đề nghị của các bị cáo trong phần bào chữa của mình. Các luật sư đề nghị hội đồng xét xử ghi nhận để qua đó xác định trong trường hợp này vụ án đã vi phạm luật tố tụng, không đảm bảo việc xét xử, tuyên án đối với các bị cáo. Từ đó, luật sư cho rằng các bị cáo bị oan sai, đề nghị tòa tuyên không phạm tội và trả tự do cho các bị cáo. Tuy nhiên, theo Viện Kiểm sát, căn cứ vào hồ sơ, quá trình điều tra và xét hỏi tại tòa, nhận thấy các bị cáo đã có hành vi sử dụng các phương tiện điện tử, sử dụng mạng xã hội để đăng tải, chia sẻ nhiều clip, nội dung chứa thông tin sai sự thật, bịa đặt, xúc phạm giáo lý Phật giáo, xúc phạm uy tín của Công an huyện Đức Hòa, cá nhân Thượng tọa Thích Nhật Từ, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Long An. Các bị cáo đã sản xuất và đăng tải 5 video và một bài viết trên mạng xã hội Facebook. Những người xuất hiện trong các video nêu trên đã được giám định và căn cứ vào lời khai của những người làm chứng, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan xác định là các bị cáo. Từ đó, Viện Kiểm sát đề nghị hội đồng xét xử bác kháng cáo của các bị cáo giữ nguyên án sơ thẩm. Được nói lời sau cùng trước khi tòa nghị án, các bị cáo không chấp nhận mà yêu cầu được tiếp tục tranh luận. Chủ tọa phiên tòa nhắc nhở các bị cáo nếu không nói lời sau cùng thì hội đồng xét xử sẽ vào nghị án vì đây không còn là phần tranh luận. Bị cáo Hoàn Nguyên cho rằng mình bị oan, xin hội đồng xét xử xem xét để có bản án khách quan, công bằng. Còn bị cáo Nhị Nguyên thì yêu cầu thay đổi hội đồng xét xử. Tôi không tranh luận được nên tôi yêu cầu thay đổi thành phần hội đồng xét xử. Tôi thấy không khách quan, những lời tranh luận tôi không được tranh luận, tất cả clip tôi không tham gia, tôi bị oan. Bị cáo này nói, hội đồng xét xử sau đó đã vào nghị án và tuyên án y án sơ thẩm đối với 6 bị cáo. Đáng chú ý, sau thời gian điều tra và có đủ chứng cứ xác định, Lê Tùng Vân có quan hệ loạn luân với con ruột sống trong hộ bà Cao Thị Cúc ở ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa. Sáng 19 tháng 4 năm 2024, Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Long An ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Lê Tùng Vân về tội loạn luân. Bị can Lê Tùng Vân được tại ngoại vì lý do sức khỏe. Theo Điều 184 Bộ Luật Hình sự năm 2015, người nào có hành vi giao cấu với người mà biết rõ người đó cùng dòng máu về trực hệ là anh chị em cùng cha mẹ, anh chị em cùng cha khác mẹ hoặc cùng mẹ khác cha thì sẽ bị xử lý về tội loạn luân. Mức phạt dành cho người phạm tội là 1-5 năm tù. Đối với hành vi loạn luân có thể không có người bị hại nếu cả hai bên đều biết rõ mối quan hệ là cùng dòng máu nhưng vẫn thực hiện hành vi quan hệ bị cấm. Nếu tình huống này xảy ra, cả hai người tham gia mối quan hệ sai trái này đều có thể bị khởi tố, đều có thể trở thành bị can trong vụ án mà không có ai là bị hại. Từ vụ khởi tố Lê Thanh Nhất Nguyên bóc trần những điều giả dối ở Tịnh Thất Bồng Lai. Tịnh Thất Bồng Lai hay còn gọi là Thiền Am bên bờ vũ trụ, từ lâu đã tự xưng là một nơi thờ tự, nơi tu hành thanh tịnh. Những người sống ở đây đều cạo đầu, mặc đồ giống như tu sĩ Phật giáo và giữ gìn các giới luật. Họ tạo dựng một hình ảnh thanh thuần, sống lương thiện và chuyên chú vào tu tập. Tuy nhiên, sự thật đằng sau lại không hề thanh tịnh như vẻ ngoài. Qua điều tra, cơ quan chức năng đã phát hiện rằng Tịnh Thất Bồng Lai thực chất không phải là một ngôi chùa chính thức và những người tự xưng là tu sĩ ở đây cũng không phải là tu sĩ thật sự. Đây chỉ là một màn kịch hoàn hảo nhằm lừa đảo những người nhẹ dạ, cả tin tưởng vào lòng từ bi và sự thanh tịnh của một ngôi chùa Phật giáo. Một trong những chiêu trò tinh vi nhất của Tịnh Thất Bồng Lai chính là việc giả mạo trẻ mồ côi. Những đứa trẻ sống tại đây đều được giới thiệu là trẻ mồ côi, tạo nên sự thương cảm từ công chúng và thu hút nhiều nguồn tài trợ từ các mạnh thường quân. Thực chất,
nhiều trẻ em ở đây đã được đăng ký khai sinh tại địa phương với tên mẹ là Lê Thanh Kỳ Duyên và Lê Thanh Huyền Trang, nhưng lại bỏ trống tên cha. Đây là một chiêu trò nhằm che giấu mối quan hệ thật sự và tạo ra hình ảnh giả mạo về những đứa trẻ không có gia đình để trục lợi bất chính. Lê Thanh Nhất Nguyên không chỉ bị khởi tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, mà trước đó còn bị kết án 4 năm tù về tội lợi dụng quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, qua hai cấp xét xử sơ thẩm và phúc thẩm. Đây là bằng chứng rõ ràng về việc Nhất Nguyên đã lợi dụng lòng tin của mọi người để thực hiện những hành vi vi phạm pháp luật. Những người tại tỉnh Thất Bồng Lai đã nhiều lần lên tiếng biện hộ cho rằng họ chỉ nhận nuôi các em bé và những người phụ nữ sống tại đây nhận làm người đỡ đầu. Tuy nhiên, sự thật vẫn là sự thật và các bằng chứng mới đây về Lê Thanh Kỳ Duyên cũng như Lê Thanh Huyền Trang cũng như thông qua tội loạn luân của ông Lê Tùng Vân đã vạch trần những lời biện hộ này. Sự kiện Lê Thanh Nhất Nguyên bị khởi tố và tạm giam không chỉ là một bước ngoặt lớn trong việc vạch trần những chiêu trò lừa đảo tại tỉnh Thất Bồng Lai, mà còn là lời cảnh tỉnh cho những ai dễ bị lừa bởi vẻ ngoài thanh tịnh và lòng từ bi giả tạo. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Và đừng quên, chúng tôi cập nhật rất nhiều thông tin mới nhất ở tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào và hẹn gặp lại!